Mọi người đã từng ăn qua món củ hủ dừa kho với thịt chưa? Ăn bắt cơm dữ lắm luôn á. Bữa nay cùng Huyền làm những món ngon từ củ hủ dừa và trái dừa nha. Hiện là Huyền cũng đang chuẩn bị dọn nhà để xây nhà mới á mọi người. Cho nên có mấy cái cây dừa buộc là mình phải cưa đi thì mới chống chỗ để làm nhà được. Hôm nay nhà của Huyền cưa tổng cộng là 3 cây dừa, cho nên là thu hoạch được 3 cái cổ hủ với lại nhiêu đây dừa nè mọi người. Có dừa tươi, dừa non, dừa rám rồi dừa khô đủ loại luôn. Huyền lựa mấy trái dừa ngon ngon á, mình chặt ra như thế này nè để tí làm rau câu dừa ăn. Thì cũng chuẩn bị nước phèn, nước chanh để ngâm cho dừa của mình được trắng rồi đó, nhưng mà không hiểu sao ngâm nó cũng hơi vàng vàng rồi mọi người ơi. Sao mà ở ngoài hàng quán mấy cái chị ngâm dừa trái dừa nó trắng phiếu hay thiệt á chứ. Có hai loại rau câu, cái loại rau câu giòn béo á thì mình sẽ nấu với nước lạnh, còn rau câu dừa thì nhất định phải có nước dừa tươi nha. Bữa nay nhà mình giàu dừa mà, cho nên lấy dừa tươi nấu thoải mái luôn. Hôm nay Huyền chọn loại rau câu dừa hiệu con cá dẻo để nấu nha. Cái cơm dừa mẹ của Huyền thấy tiếc á, cho nên là nạo ra để mình bào sợi như nè, anh tí bỏ vô trong rau câu ăn cho nó giòn giòn sần sần. Còn nhớ hồi nhỏ Huyền hay đi theo dì Tư làm món rau câu lắm á mọi người, mà hồi xưa làm á là tỉ mỉ dữ lắm nghe, đổ khuôn rồi đổ màu rồi nhiều dữ lắm. Cũng nhớ là hồi lúc nhỏ nhỏ đâu chừng chục mười mấy tuổi hà, là dì Tư của Huyền hay đi chơi với bạn bè rồi rủ nhau làm rau câu làm bánh này kia. Lúc đó cũng chưa lớn lắm, còn nhớ mang máng thôi, nhưng mà cũng nhờ vậy cái mình cũng biết được mấy cái cách đổ rau câu dừa sao đó. Thì sẽ đổ hai lớp nha, một lớp dưới là mình dùng rau câu dừa đổ, còn lớp trên đó là mình pha nước cốt vô cho nó béo. Mình sú với là thịt ba rọi thì Huyền sẽ luộc để một tí làm gỏi. Ăn tôm sú lắm tại vì thịt nó chắc, ăn sực sực đã lắm mọi người. Cái cổ hủ này á, một phần Huyền sẽ bào ra làm gỏi, còn một phần thì Huyền sẽ sắc khoanh để một tí mình kho ăn ngon lắm mọi người. Phần làm gỏi thì mình sẽ bào lát mỏng. Củ hủ xong xay qua thì tôm cũng chín, mình vớt tôm ra trước rồi lần lượt vớt thịt ra luôn. Làm tóc cho nên là không có dám cột mọi người, cưng dữ lắm, xả tóc tối ngày vậy đó. Bây giờ thì Huyền sẽ bắt đầu đi kho thịt với lại củ hủ dừa nha. Thịt heo thì mình cũng xào sơ cho nó xanh, tương ớt, nước màu, hạt nêm, bột ngọt, đường cho nó đầy đủ gia vị. Đợi cho thịt gần chín thì mình thả cái củ hủ dừa vô, rồi để củ hủ dừa với lại thịt heo kho trên lửa liu riu. Xay qua Huyền nấu nồi canh chua thì mình cũng dạo me nêm nếm, rồi mình cho cá bóp, cho cà chua với khóm vô. Khi nào mà nêm nếm thấy nồi canh dừa ăn rồi thì cho củ hủ, rau cần vô. Để khử mùi tanh của cá thì mình cho thêm một xíu tỏi cháy, ớt qua cục thịt cũng nguội. Giờ mình sắc để trộn gỏi nha. Nó tắt bếp cái nồi thịt kho củ hủ để thôi nó khác à. Rồi bây giờ mình bắt đầu trộn gỏi nha mọi người. Cho lần lượt củ hủ dừa, thịt luộc, tôm sú vô. Này cũng tối rồi, Huyền làm biến đi hái rau thơm quá, có một tí rau răm Huyền cắt vô luôn. Mình cho cái nước sốt trộn rỗi chua ngọt vô, trộn đều lên, bày ra dĩa, xóc tôm vô cho nó đẹp đẹp. Vậy là xong bữa ăn hôm nay rồi đó. Hú ông Hải ra, hai vợ chồng cùng nhau dọn cơm, gỏi củ hủ dừa, tôm thịt, canh chua củ hủ dừa, cá bớp, lại thịt ba rọi kho với củ hủ dừa. Hồi nào giờ gỏi thì mình ăn nhiều rồi, mà cái củ hủ dừa kho là lần đầu tiên Huyền ăn luôn á nha. Canh chua thì cũng mới thử nấu lần đầu mà công nhận nấu canh chua nó giòn ngọt ngon lắm mọi người ơi. Bữa nay ăn mâm cơm này là khen gật đầu lia lịa luôn đó. Nói Huyền á, ăn cơm sao em không cột tóc lên cho gọn đi, sao xả xù xụ thấy mệt quá vậy. Trời ơi, em mới đi làm tóc về mà tóc đẹp cũng chết luôn, anh để cho em xả vài bữa đi. Mà phải công nhận nha, cái củ hủ dừa kho á ăn nó lạ lắm mọi người. Ai mà ăn chay á dùng cái này để kho thay thế thịt cá là ngon xuất sắc luôn á. Kiểu nó bùi bùi mà mềm mềm, ăn lạ miệng lắm luôn, nhưng mà cũng khá là bắt cơm nha. Cơm xong á thì quến thêm một trái rau câu dừa vô để tráng miệng. Tự nhiên á mình tự làm rồi tự luôn miệng khen ngon á thì nó cũng hơi ngại, nhưng mà công nhận á là Huyền cũng thấy nó ngon thiệt. Rau câu nó vừa mềm tới ăn nó có cái sợi dừa béo béo sực sực. Dừa của mình có nhiều món ngon quá. Huyền ăn cơm vậy hoài Huyền cũng chịu nữa mọi người.